Xin chào các bạn đã quay trở lại với két sắt chính hãng. Hôm nay công ty mình sẽ bàn giao một cái lô két sắt khách sạn cho một cái khách sạn 5 sao tại Quảng Ninh. Đây, rất là nhiều két sắt khách sạn cao cấp. Đó. Và tiếp tới mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái dòng sản phẩm két sắt này. Thì đây là cái két sắt mang cái thương hiệu Chusep của Hàn Quốc và có model là TH33. Két sắt này được điều khiển bằng cái bảng mạch điện tử hoàn toàn tự động. Toàn bộ sơn két là sơn tĩnh điện. Đó. Két sắt này có chiều cao là 20, chiều rộng là 42 và chiều sâu là 37 cm. Đây. Mình sẽ mở két sắt cho các bạn xem. Bạn chỉ cần ấn mã số 1234, ấn thăng cái chữ open này. Các bạn kéo két ra rất là dễ dàng. Đó, ở bên trong lòng két rất rộng và có một cái vài cái vít ở dưới sàn hoặc là đằng sau có thể bắt chặt vào tủ. Đó, đây là hộp pin ở trong két. Thì để đóng két thì các bạn chỉ cần ấn thăng và báo close này. Và két tự động khóa lại. Thì ở đây trong khách sạn dùng thì có hai cái hướng dẫn chi tiết này. Đó, đã dán trên mặt két rồi, rất là xịn sò. Đây là cái mẫu mà các cái khách sạn lớn như là khách sạn Mường Thanh này hay sử dụng, có chất lượng tốt, mà đây là dòng cao cấp nhất trong cái dòng khách sạn. Nếu các bạn muốn đặt hàng với số lượng lớn đó, thì hãy để lại số điện thoại hoặc comment địa chỉ thông tin, mình sẽ gọi điện lại tư vấn cụ thể cho các bạn để giúp các bạn chọn lựa két sắt khách sạn phù hợp nhất cho mình, đặc biệt là các khách sạn từ 3 sao đến 5 sao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.